Sáng 16 tháng 12, trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm về nguồn cho các cháu học sinh khối lớp 5-6 tuổi hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chương trình tham quan trải nghiệm về nguồn, gần 100 cô và trò trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Tại đây, các cô giáo trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã hướng dẫn cho các cháu dâng hương lên bia tưởng niệm và thắp nhang lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở các con luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, cô và trò nhà trường đã đến tham quan khu nhà sàn truyền thống và tìm hiểu về quê hương Lăng Chánh qua các tranh ảnh hiện vật trưng bày như cảnh đẹp quê hương, truyền thống văn hóa các dân tộc, hành trình phát triển của quê hương Lăng Chánh từ khi tái lập cho đến hôm nay. Một trong những hoạt động được các cháu hào hứng tham gia đó là tham quan ban chỉ huy quân sự huyện. Tại đây, học sinh các khối lớp 5-6 tuổi của trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã được giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu về chú bộ đội, các hoạt động thường ngày trong cuộc sống cũng như trong công việc của các chú bộ đội, những người mà các cháu luôn ngưỡng mộ và yêu quý. Đồng thời, các bạn nhỏ còn được hiểu thêm về ý nghĩa của ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày thể hiện lòng biết ơn với những người lính đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới các cái hoạt động kỷ niệm chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngoài các cái hoạt động chuyên môn tại nhà trường ra thì nhà trường chú trọng tới các cái hoạt động kỹ năng và các cái hoạt động tham quan trải nghiệm cho các cháu. Và hôm nay thì được sự nhất trí của phòng giáo dục huyện Lăng Chánh, nhà trường đã tổ chức cho các cháu khối mẫu giáo 5-6 tuổi dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện và tham quan ban chỉ huy quân sự của huyện với mục đích là giáo dục cái truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó thì rèn các cái kỹ năng cho các cháu khi mà tham gia các sinh hoạt tập thể. Và hôm nay thì được ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã hướng dẫn cho các cháu một số các cái kỹ năng cần thiết nhất trong cái phục vụ quân đội. Chương trình tham quan trải nghiệm về nguồn của trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 2 đã thực sự mang lại nhiều điều bổ ích cho các cháu học sinh lứa tuổi mầm non, qua đó góp phần giáo dục nhận thức về lòng biết ơn và truyền thống yêu nước của dân tộc ta, phát huy tính kỷ luật, tích cực, tham gia các hoạt động tập thể, giúp trẻ thêm yêu mến, gắn bó với các bạn trong lớp, trong trường.